Kính thưa quý vị, sau mấy ngày sôi động trên các mạng truyền thông vì biến cố chính trị ở Điện Capitol ở Washington DC liên quan đến hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên tòa nhà Quốc hội, thì trang nhà sách Khiếm.net xin được nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, người chuyên nghiên cứu lịch sử về các giai đoạn mà cờ vàng ba sọc đỏ có mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Thì xin hỏi ông cái cảm tưởng của ông đối với cái biến cố này. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại được ban biên tập mời lên cảm tưởng về cái biến cố mà có lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên tòa nhà Quốc hội. Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này á, cũng như các lá cờ có mặt ngày hôm đó đã bị FBI ghi nhận và truy tầm, tìm ra những cái thủ phạm đã có liên can đến cái việc báo động của ngày hôm đó. Thì cái biến cố này tôi cảm thấy người ta, nhiều người Việt Nam rất là lo sợ. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ đây là một tin mừng. Tôi vui mừng là vì tôi hy vọng những hành động khủng bố của những người mang cờ vàng từ nay sẽ không còn tiếp tục hành xử như thế nữa. Về vấn đề lá cờ vàng ba sọc đỏ và chân dung người Việt quốc gia, tôi đã viết một cuốn sách gồm 14 chương và đã được phổ biến trên sách hiếm cách đây 14-15 năm. Ít có người chú ý tới. Thì bây giờ nhân cái tiền biến cố này sẽ có người tìm hiểu và đọc rõ, biết được cái chân dung của người Việt quốc gia với lại lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó tượng trưng cho cái hành động độc ác, bạo ngược, phản quốc như thế nào. Nếu quý vị có mặt ở hải ngoại từ năm 1975-76 cho đến ngày nay thì quý vị sẽ thấy cái hành động ngược ngạo và khủng bố, những người không đồng chính kiến với họ như thế nào. Tôi xin kể ra đây một vài thí dụ. Thí dụ như tại các chùa Việt Nam, nếu mà không treo lá cờ vàng ba sọc đỏ thì họ đến họ thuyết phục rồi họ uy hiếp, nếu mà không có thì họ tẩy chay và họ biểu tình. Tôi đã thấy rõ cái trường hợp như là các chùa ở tại Tacoma, một trong những ngôi chùa ở Tacoma đã bị như vậy, và nhiều ngôi chùa khác cũng ở trong nước Bắc Mỹ này cũng bị như vậy. Chúng tôi có đi tham dự một cái buổi trình diễn của ban buổi múa rối nước của chính quyền Việt Nam đến ấy. Thì họ kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ, họ chửi bới, chỉ trích vào mặt và trong đó có tôi, để đến tại sao lại đến tham dự đi xem cái buổi múa nước đó. Đó là cái tổ chức của gọi là Phục Hưng Ngô Đình Diệm, nó treo lá cờ, đem lá cờ vàng ba sọc đỏ đến, nó chỉ mặt tôi, nó chửi rõ rệt. Ngoài ra đó, còn cái tội ác là họ giết người. Những cái nhà làm thông tin mà có những cái bài viết đã đưa lên các mặt báo, hay là có một cái hành động ngôn ngữ nào đó, ví dụ như là họ đã giết ba của anh Nguyễn Thanh Tú, nhà báo đó tên là Đạm Phong. Nói về sự thật của cái tổ chức của Hoàng Cơ Minh thì là ông đó bị ám sát chết, và giờ anh Nguyễn Thanh Tú vẫn còn tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện để tìm ra cái thủ phạm chính mà tới nay cũng chưa giải quyết được. Còn nhiều nữa, nhiều lắm. Tôi có kê ra hết tất cả những cái trường hợp đó ở trong cái chương 13 của cuốn sách Chân Dung Người Việt Quốc Gia và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Đến đây tôi xin nhờ ban biên tập đọc dùng tôi những cái list, chỉ tóm được mỗi cái một câu thôi. Mà cái danh sách này á là tôi chỉ kể đến năm 2008. Đó, những cái điều mà xảy ra từ năm 2008 cho đến nay á thì tôi không có hoàn cảnh để mà cập nhật qua cái tin tức đó. Nhưng mà tôi cũng mừng rằng càng có những cái chuyện bạo động tiếp theo thì càng những nạn nhân của họ là những người cũng là tôn thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, từ từ bỏ dần họ. Thành ra đó là cái điều mà tôi mừng. Đấy. Ê, điều mừng thứ hai nữa là tôi hy vọng rằng những người mà ngày nay còn tiếp tục tin tưởng vào lá cờ vàng thì cũng dần dần bỏ nó. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe cái danh sách những cái vụ mà họ đã khủng bố đối với lại cộng đồng người Việt ở hải ngoại này. Đầu từ cái bài viết đăng trên tờ báo OC Register ra ngày 16 tháng 8 năm 2007, trong đó có mấy đoạn nguyên văn như sau. Từ năm 1987 đến 1990, có 5 nhà báo người Việt đã bị giết hại tại Mỹ bởi các đội sát thủ mà nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ là có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ
ở miền Nam Việt Nam, hiện đang cư ngụ tại vùng Sài Gòn nhỏ thuộc quận Cam. Tháng 4 năm 1992, FBI đã mở một cuộc điều tra về những vụ giết người trên, nhưng họ chưa bao giờ phá án. Khi OC Register đệ đơn xin thông tin dựa vào luật tự do thông tin Freedom of Information, FBI từ chối cung cấp các hồ sơ điều tra vì lý do an ninh quốc gia. Những sự kiện và chi tiết sau đây dựa vào bản báo cáo năm 1994 của Ủy ban Bảo vệ Phóng viên, tức là Committee to Protect Journalists, có trụ sở đặt tại New York. Bản báo cáo này cung cấp một lịch sử ngắn gọn về những vụ bạo động chống phá nhà báo tại Sài Gòn nhỏ và các vùng có đông người Việt cư ngụ trên toàn quốc. Thứ nhất, tháng Giêng năm 1980, một người nào đó ném bom xăng vào văn phòng của Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tờ Văn nghệ Tiền Phong, một tạp chí ở Arlington, Virginia. Hoàng và đứa con gái 7 tuổi của ông thoát nạn. Thứ hai, ngày 21 tháng 7 năm 1981, Lâm Trang Dương, một nhà báo khuyên tả và nhà bình luận về cuộc chiến Việt Nam, bị bắn chết trong khi ông cuốc bộ trên đường ở San Francisco. Một nhóm có tên là Vietnamese Organization to Extremate Communist and Restore the Nation, tức là VOECRN, là Tổ chức Việt Nam Diệt Trừ Cộng Sản và Phục Hồi Quốc Gia, tuyên bố rằng họ là thủ phạm đằng sau vụ ám sát. Thứ ba, ngày 5 tháng Giêng năm 1982, Bạch Hữu Bông, chủ nhiệm một tờ tuần báo nhỏ ở Los Angeles, bị bắn nhiều lần trong khi rời nhà hàng ở khu Chinatown. Ông từng in một bài viết về một nhóm du đảng có tên là Frogman, là người nhái, hoạt động trong vùng quận Cam, và cho rằng nhóm du đảng này là cựu lính hải quân miền Nam Việt Nam. Thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 1982, nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị bắn chết ngay tại nhà ông ở Houston. Ông Phong là chủ nhiệm tuần báo Tự Do, đã từng nhận nhiều đe dọa giết vì ông cho in những bài viết chất vấn những hoạt động gây quỹ của nhóm chống cộng lưu vong. Tổ chức VOECRN để lại một danh sách các đối tượng mà họ sẽ ám sát ngay tại hiện trường. Nghe không? Thứ năm, ngày 7 tháng 8, 1987, một người nào đó ném xác chết của một con chó bẹt rê và kèm theo lá thư đe dọa ám sát trong sân nhà của nhà báo Thinh Nguyễn, chủ bút tờ Dân Việt. Thứ sáu, ngày 7 tháng 8, 1987, tổ chức VOECRN tuyên bố là nhóm đã giết Tập Văn Phạm, là chủ bút tuần báo Mai, nhà báo gốc Việt đầu tiên bị giết tại Orange County. Văn phòng ông bị đốt cháy trong khi ông đang ngủ trong văn phòng. Ông từng in quảng cáo trên báo cho các công ty Canada chuyên chuyển tiền đến Việt Nam. Số 7, ngày 30 tháng 4 năm 1988, nhà văn và cựu tù nhân chính trị Long Vũ, tức là nhà văn Duyên Anh, ghé thăm quận Cam. Ông bị một nhóm côn đồ vây đánh đến bại thân vì họ nghi ông từng làm anten trong khi ở tù. Thứ 8, ngày 3 tháng 8 năm 1988, trong một danh sách đối tượng được đóng vào danh bạ điện thoại ở khu Sài Gòn nhỏ, Tú A. Nguyễn, tức là Nguyễn Tú A, chủ nhiệm tờ Việt Press, có văn phòng tại Westminster, và hai người khác bị tuyên án tử hình vì đi về Việt Nam. Thứ 9, ngày 22 tháng 11 năm 1989, Nhan Trọng Đỗ, tức là Đỗ Trọng Nhân, người vẽ bìa cho tạp chí Văn nghệ Tiền Phong, bị bắn chết trong xe của ông ở quận Fairfax, Virginia. Cảnh sát không tìm ra thủ phạm. Thứ 10, ngày 22 tháng 9 năm 1990, nhà báo Lê Triết bị bắn chết trong khi ông và vợ đậu xe trước nhà ông tại ngoại ô Bailey Crossroad, Virginia. Ông là bỉnh bút cho tờ Văn nghệ Tiền Phong. Tên ông nằm trong danh sách ám sát mà tổ chức VOECRN để lại nhà của ông Phong 8 năm về trước. Thứ 11, tháng Giêng năm 1999, hàng vạn người biểu tình chung quanh tiệm Hi-Tech Video Sài Gòn nhỏ vì ông Trần Văn Trường là chủ nhân treo ảnh Hồ Chí Minh trong quầy tính tiền của tiệm ông. Cảnh sát phải hộ tống ông từ tiệm về nhà. Sau này ông bị kết tội thu băng bất hợp pháp và nay hồi hương sống ở Việt Nam.
thứ 12 ngày 21 tháng 7 năm 2007, hàng trăm người biểu tình chống tờ báo Việt Weekly ở Garden Grove. Theo nhà báo và chủ nhiệm Lê Vũ, ông và nhiều nhân viên tòa soạn bị sách nhiễu và đe dọa qua điện thoại và email nặc danh. Người ta còn đe dọa sẽ đốt tòa soạn Việt Weekly. Ngoài ra, dưới đây là một số sự kiện khác mà người viết sưu tầm được trong vô số những vụ khủng bố khác mà những người cầm cờ vàng ba sọc đổ cho là tranh đấu cho cái mà chúng gọi là chính nghĩa quốc gia và giữ vững lằn ranh quốc cộng của chúng. Đấy. Cái danh sách này nó khác với cái danh sách kể trên. Thứ nhất là ngày 19 tháng 8 năm 1995, một nhóm tín đồ Cato người Việt cố gắng phá thối buổi ra mắt cuốn đối thoại với giáo hoàng John Paul II do anh em trong nhóm giao điểm tổ chức ở Westminster, California. Thứ hai, thượng tuần tháng 6 năm 1996, một nhóm tín đồ Cato do các ông Bùi Bỉnh Bân, Đoàn Thế Cường và Vạn Võ Hành Khuyên dẫn đầu đến chùa Việt Nam để hạch sách thầy Pháp Châu về điều mà chúng cho rằng là nhà sư này có thái độ thân cận. Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 1997, một nhóm tín đồ Gia Tô mưu đồ biểu tình và phá thối buổi hội thảo văn hóa của anh em văn nghệ sĩ Bắc Mỹ do tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu và người viết tổ chức tại Seattle, Washington. Đây là cái liên hệ đến ngay đến tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Tí nữa thì tôi sẽ nói chi tiết về cái vụ này. Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 1998, một nhóm tín đồ Cato tổ chức và tham dự vụ biểu tình và bao vây ngôi chùa Đức Viên ở San Jose khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Dũng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ tham quan và lưu trú tại đây. Hành động này kéo dài trong nhiều ngày. Thứ năm, ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2001, một nhóm khoảng 20 người biểu tình trước sở học chánh Tacoma để chống bà Minh Anh Hodge, giám đốc chương trình ESL ngoại ngữ và tiểu học tại nhà học chánh Tacoma, Washington. Bà này á là giám đốc chương trình song ngữ mà cũng là bà sếp của tôi. Và có cái thời điểm đó thì tôi đã vừa mới về hưu. Và gửi đại diện đến văn phòng ông chánh sở học chánh Tacoma thỉnh cầu cho bà nghỉ việc với lý do là khi thuyết trình về đề tài người Việt tị nạn ở Washington vào cuối tháng 4 năm 2000 tại Tacoma Community College, bà đã cho trình chiếu nhiều tấm hình về cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có tấm hình Hòa thượng Thích Quảng Đức Tự Thiêu, hình Đại tá Nguyễn Ngọc Loan đang nhắm bắn một tù nhân, hai tay bị trói ké quặt lại sau lưng, và hình em bé Kim Phúc bị cháy bỏng bởi bom lửa napalm với thân hình trần truồng vừa chảy vừa khóc trong kinh hoàng. Ông chánh sở học chánh Tacoma trả lời rằng dù cho bà Minh Anh Hodge có là cộng sản cũng không phải là vấn đề thuộc thẩm quyền của ông, và ông đề nghị với chúng rằng nếu thấy rằng bà ấy vi phạm pháp luật thì nên đem vấn đề này ra cơ quan tư pháp xét xử, bỏ người này bị cụt hứng. Thui thủi kéo nhau ra về. Nhưng mà thực ra thì trong cái vụ này thì họ cũng cầm cờ khoảng độ 20 người cứ tiếp tục biểu tình trước cái sở học chánh của chúng tôi vào khoảng 20 ngày, làm cho bà này gần như là phát bệnh. Nhưng mà rồi cái gì rồi cũng qua. Cũng là trong thời gian này đó thì có rất nhiều bài báo họ tết là cái tác giả không có nói xa xôi gì cả, và là anh Vương Thành và một ông bác sĩ chống cộng xúi anh Vương Thành viết bài chống tôi và nói rằng cái vụ mà bà Minh Anh nói chuyện ở cái trường Tacoma Community College là do tôi ở đằng sau. Đấy. Mà tôi thì lúc đó tôi đã về hưu rồi và tôi lo đọc sách để viết sách chứ tôi không có để tâm đến những cái chuyện chính trị ngoài cộng đồng. Và bà Minh Anh đó là người có đủ khả năng soạn bài và trình bày để nói chuyện với cộng đồng ở Tacoma Community College. Nhưng mà cái đám cờ vàng quá khích đó thì họ nghĩ rằng chỉ có tôi mới có khả năng làm cái chuyện đó, viết cái bài đó, thành ra họ quẹo sang cho tôi. Thực ra là không phải như vậy, họ cố tình như vậy. Cả những cái khi mà sau này bà xã tôi viết cái lá thư gửi cho ông Linh Mục mà định khủng bố chúng tôi vào cái buổi nói chuyện ngày 20 tháng 12 năm 1997 đó, thì tôi cũng bị họ nghi ngờ. Rồi cuối cùng thì bà xã tôi phải viết cái lá thư cho ông Linh Mục cai quản cái cộng đồng Kitô ở Seattle và nói thẳng cho ông ấy là cái trách nhiệm cuộc biểu tình chống phá cái ngày hội thảo của chúng tôi là ông ấy. Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2002, ông Gia Tô Nguyễn Xuân Tùng
chỉ huy đoàn người đồng đạo mà chúng gọi là diễn đàn Kitô hữu đến bao vây ngôi chùa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu, vì rằng nhà sư này vừa là chủ bút tạp chí Hoa Sen, vừa là trưởng ban điều hành Đài Phát thanh Quê hương Việt Nam. Đây là lần thứ nhất chúng biểu tình và bao vây ngôi chùa. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2004, cũng lại ông Gia Tô Nguyễn Xuân Tùng, chỉ huy đoàn người đồng đạo trong nhóm diễn đàn đạo hữu Kitô đến bao vây ngôi chùa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu một lần nữa. Lần này kéo dài tới ngày 31 tháng 5 2004, tức là tới 55 ngày. Trong đó có ngày đại lễ Phật đản vào ngày 30 tháng 5 2004. Thứ 8, tháng 7 năm 2003, một nhóm tín đồ Kitô người Việt tổ chức biểu tình với chủ tâm phản đối và phá thối buổi ra mắt cuốn sách Trả Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Văn Liễu, được tổ chức ở San Jose, California. Số 9, chỉ là văn nghệ sĩ, chúng cũng chẳng tha. Chúng thù ghét cả những người ái mộ các nghệ sĩ mà chúng không ưa thích. Cũng vì thế mà từ khi cuốn băng Thúy Nga Paris 40 được phát hành vào năm 1996, những người có liên hệ đến cuốn băng nhạc này như là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, các ca sĩ như Hương Lan, Ái Vân, Bằng Kiều, Thanh Tuyền, Thanh Lan, Ngọc Huyền, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Thu Phương, Lam Trường, Phương Thanh, v.v. đều trở thành những nạn nhân của bọn người cuồng nộ vô tổ quốc này. Tệ hại hơn nữa, cả những người ái mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bị chúng ghét cay, ghét đắng và bị chụp mũ là thân cộng hay cộng sản nằm vùng. Số 10, họ chửi bới và hạ nhục những người Việt hải ngoại về thăm quê hương. Điển hình là vụ tổ chức một buổi lễ tẩy chay ông Nguyễn Cao Kỳ, tức là ông cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cũ đó, chỉ vì ông Nguyễn Cao Kỳ về thăm Việt Nam trong dịp Tết Giáp Thân năm 2004. Những hành động vừa trẻ con vừa độc tài này còn tệ hơn chế độ phát xít và Đức Quốc xã. Số 11, ở thành phố Garden Grove, California, có một nhóm tổ chức buổi văn nghệ kỷ niệm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2001. Thế là những người nhân danh là người Việt quốc gia hô hào rủ nhau đến tụ tập ở trước cửa rạp hát. Có tổ chức buổi văn nghệ này trương cao cờ vàng ba sọc đỏ để biểu tình chống đối và viết bài chửi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chửi bới luôn cả những người ngưỡng mộ nhạc sĩ họ Trịnh và yêu thích nhạc của ông bằng những thứ ngôn từ cực kỳ mất dạy. Thấy rằng chuyện tụ tập với nhau trương cờ vàng ba sọc đỏ biểu tình chống đối buổi văn nghệ này quả thật là quá ư kịch cỡm, thì giáo sư Trần Trung Ngọc viết trong bài Phiếm Luận về Cộng sản Hải Ngoại, trong đó có một câu như sau. Thật vậy, trên tinparis.net chúng ta có thể đọc câu sau đây về cuộc biểu tình chống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguyên văn là: biểu tình quy tụ 150 người so với 350 kẻ thân cộng và nằm vùng đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Hay thật, đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhất định là phải thuộc lớp người thân cộng và nằm vùng. Chống cộng kiểu này thì Tây ở Paris cũng phải phì cười vì nó ngu ơi là ngu. Số 12, từ tháng Giêng năm 2008 ở Westminster, California, chúng tổ chức biểu tình chống phá và viết báo hạ nhục và chửi bới tờ báo Người Việt bằng những ngôn từ giống y như là chúng đã sử dụng đối với tờ báo Việt Weekly, chỉ vì tờ báo này in hình lá cờ ba sọc đỏ trong một cái bồn rửa chân của một người làm nghề nail, cái người đó sửa móng tay, nghĩa là cái người ta in cái hình đó và báo Người Việt chỉ đăng lên là cái người đó yêu cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đến độ mà ở đâu cũng sơn, thế mà cũng biểu tình chống tờ báo Người Việt. Nhận xét về tình trạng này, ông Trần Đức Trực viết bài tường thuật và phân tích phổ biến trên diễn đàn Nước Việt yahoogroup.com đăng ngày 7 tháng 4 2008 như sau. Ít lâu nay tham dự các diễn đàn, chị đã thấy nhiều bài viết và tin tức liên quan đến vụ biểu tình chống báo Người Việt ở quận Cam, California. Một số đáng kể đều là các bài đánh phá, chửi bới, kết tội báo Người Việt là tay sai cộng sản dựa trên những suy luận khá hồ đồ và đáng đặt thành nghi vấn. Một vài người lên tiếng binh vực hay trình bày vấn đề một cách khách quan hay thông tin đa chiều đều bị chửi thậm tệ hoặc không cho xuất hiện bài viết hay thông tin trên các diễn đàn đó. Những nạn nhân của những trường hợp trên đây đều bị gán cho là cộng sản nằm vùng, tiếp tay cho cộng sản hay là cán bộ tuyên vận của cộng sản. Những hành động ngang ngược trên đây chứng tỏ tín đồ Kitô người Việt cầm cờ vàng hết sức dã man.
bất chấp cả các quyền tự do được hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ triệt để bảo vệ. Qua những cái thành tích như vậy thì và cái biến cố ở Điện Capitol vừa qua, cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện trên Điện Capitol nằm trong cái danh sách của những cái nhóm bạo loạn hoặc là những cái mà FBI gọi là hate symbol, tức là những cái biểu tượng cho tội ác kỳ thị. Vậy thì ông có hy vọng là từ nay những người chống cộng mang cờ vàng ba sọc đỏ không còn dám tác oai tác quái trong cộng đồng hải ngoại nữa hay không? Kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng qua cái biến cố này với lá cờ vàng ba sọc đỏ được treo trên tòa nhà Quốc hội và đã được FBI ghi nhận và theo dõi, thì tôi nghĩ rằng từ nay trở đi, cái số người theo cái chủ trương gọi là tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ đó thì cũng có nhiều người người ta nhận thức được cái sự thật không có lợi tốt cho cái cuộc sống của những người Việt hải ngoại ở đây, và họ đã từ bỏ, không còn chủ trương mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đi theo trong những nơi họ tụ tập hay họ tranh đấu cho một cái gì đó. Thưa quý vị, thực ra thì cũng có hy vọng như trường hợp anh Nguyễn Vũ, anh đã từ bỏ không mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ khi anh vận động ủng hộ ông Trump. Đồng thời thì ông Trác Hạnh cũng lên án là lá cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ coi như là lá cờ của khủng bố, và tác giả Phúc Linh cũng ở trong cái mục gọi là ý kiến ngắn ở trên trang Nhà Sách Hiếm. Những cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ đó thì không ai dám quan tâm ủng hộ nữa, và bây giờ đã bị FBI cho nó là một cái tượng trưng cho của tổ chức khủng bố. Thế nhưng mà sau khi tôi nghe cái cuộc phỏng vấn của Nửa Vòng Trái Đất, phỏng vấn ông Trịnh Du vào ngày 8 tháng Giêng và của ông Vũ Huynh Trưởng vào ngày 10 đây, thì tôi thấy rằng ông cả hai ông này thì không có cách gì để mà ông ấy thay đổi cái quan niệm của ông ấy. Ông ấy là đúng là người gọi là cuồng tín bền vững, nghĩa là ngày nào mà những người như ông ấy thì còn sống ở cái đất Hoa Kỳ này thì cái tình trạng đó nó còn xảy ra. Khi ông Nửa Vòng Trái Đất phỏng vấn hỏi ông Trịnh Du rằng ông Tổng thống Donald Trump có trách nhiệm gì trong cái vụ nổi loạn này không, thì ông Trịnh Du trả rằng ông Tổng thống Trump đâu có trách nhiệm gì đâu. Ông Tịnh Bơ nói như vậy à. Trong lúc cả thế giới cùng lên án và cho rằng trách nhiệm của ông Tổng thống Trump là có cái trách nhiệm trong vụ nổi loạn này, vì chính ông đã nói hàng mấy tiếng đồng hồ kích động và xúi dục kêu gọi người ta đi biểu tình làm cái chuyện này. Khi mà ông Nửa Vòng Trái Đất mới hỏi ông Vũ Huynh Trưởng rằng ông nhìn thấy cái lá cờ ở trên treo trên tòa nhà Quốc hội, thì ông hỏi rằng thì ông có ý nghĩa gì khi người ta hỏi Nửa Vòng Trái Đất hỏi mấy ông đó nghĩ như thế nào khi thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm ở trong cái danh sách của những cái gọi là insurrection. Khi mà ông Derek Phạm hỏi ông Vũ Huynh Trưởng rằng ông có cảm tưởng như thế nào khi mà thấy thằng lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm ở trong cái danh sách mà FBI đưa lên gọi là biểu tượng của cái hate crime, tức là cái biểu tượng của cái tội ác kỳ thị. Thấy rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm trong cái 9 lá cờ được FBI đưa lên để mà điều tra và nói rằng đây là những cái biểu tượng của tội gọi là kỳ thị, lá cờ này là biểu tượng cho những cái băng đảng nổi loạn, thì ông thấy nó có ảnh hưởng gì đến người Việt hải ngoại không? Thì ông Nguyên Dưỡng cũng tỉnh bơ mà trả lời đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ông ấy nói rằng ai làm thì người đó chịu. Tôi không hiểu tại sao ông lại nói là cá nhân, mà ai cũng biết rằng một cái lá cờ đó thường thường nó tội tượng trưng, nó biểu tượng cho một cái tập thể của một nhóm người có ý đồ gì đó, thì không, lá cờ vàng ba sọc đỏ nó không thể tượng trưng một cá nhân nào được, mà nó phải cho cái tập thể. Cái tập thể đây á là cái người Việt quốc gia con đẻ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mà bây giờ nó trở thành cái nằm trong cái tổ chức gọi là khủng bố, nó tượng trưng cho khủng bố. Cái chuyện nó tượng trưng cho khủng bố thì nãy tôi có nhờ ban biên tập đã kể ra một series, một
mấy chục trường hợp mà họ đã nhân danh cờ vàng ba sọc đỏ họ công bố. Quý vị, dù sao đi nữa thì cái biến cố này nó cũng đã làm cho nhiều người thức tỉnh và không từ bỏ cái việc mà mỗi lần đi vác cờ vàng đi khủng bố người ta, cưỡng bắt người ta phải theo cái việc làm của họ. Nhưng đối với những người như ông huynh trưởng và ông Trịnh Du thì tôi nghĩ, và những người mà đồng quan niệm với ông ấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề là chắc là chỉ có khi nào ông qua đời thì mới hết được, chứ còn họ ngày nào họ còn sống họ vẫn còn giữ vững cái lập trường và hành động như vậy. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu các cái chương sách mà chúng tôi có ghi ở trong cuốn sách gọi là Chân Dung Người Việt Quốc Gia và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Chương 3, đặc tính của các lá cờ có chính nghĩa. Chương 4, nói về tính cách nghịch thường của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chương 12, hình ảnh người Việt quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ trước năm 1975. Chương 13, hình ảnh người Việt quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ ở hải ngoại. Chương 14, người Việt quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ làm nhục quốc thể Việt Nam. Đến đây tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay và xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Hẹn quý vị khán thính giả trong dịp tới.